Kính chào quý vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Chúng tôi, những đại diện của các tôn giáo, hôm nay đến với chương trình Tôn giáo và đời sống. Hôm nay chúng tôi gồm có Phật giáo Hòa Hảo, bên Phật giáo và Tin Lành. Dạ, xin kính mời quý vị gửi lời chào. Tôi cư sĩ Nguyễn Dũng trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Kính chào Hòa Thượng, kính chào Mục Sư điều hợp chương trình ngày hôm nay. Tôi là Hòa Thượng Thích Việt, trân trọng chào chư lục vị khán giả của đài Apple TV 21.12. Kính chào chư vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, kính chào cư sĩ Nguyễn Dũng, kính chào Mục Sư Nguyễn Hiền điều hợp. Dạ, tôi là Mục Sư Nguyễn Hiền. Hôm nay tôi được hân hạnh điều hợp chương trình hôm nay với một chủ đề mà tôi nghĩ rằng cũng rất là quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì cuộc sống của chúng ta thì luôn uốn chuyển, không bao giờ dừng lại. Cả về mọi phương diện, về vật chất, về tư tưởng, cũng như trong tất cả những cái sinh hoạt của con người, thì chúng ta thấy rằng không có gì lại là cố định cả và luôn luôn chuyển hóa. Về phương diện của con người thì chúng ta có cần thay đổi hay không? Đề tài mà chúng tôi được nêu lên hôm nay đó là thay đổi. Và trước nhất thì chúng tôi xin kính mời quý vị đại diện tôn giáo xin cho một cái khái niệm hoặc là định nghĩa về sự thay đổi. Dạ, xin kính mời cư sĩ. Kính thưa quý vị thấy như chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có ba người là cũng có một sự thay đổi trong cái chương trình sắp xếp. Khi mà nói tới thay và chúng ta nói tới đổi thì đó là một cái quy luật mà ngay ở trong từng sát na, ở trong cơ thể của chúng ta, hàng tỷ tế bào nó cũng vẫn thay đổi. Và nhà Phật gọi là tâm duyên ý mã, tức là trong cái suy nghĩ của mình đó, là cứ nó nhảy, là hết cái suy nghĩ chuyện này tới suy nghĩ chuyện kia. Và từ đó thì chúng ta nghĩ tới trái đất sống mà sinh động, bốn mùa xuân hạ thu đông, thì từ đó mà khi nói tới sự sống là có sự thay đổi. Thay đổi để làm chi? Để hòa hợp, phù hợp với cái hoàn cảnh. Nhìn ra các tôn giáo thì chúng tôi thấy rằng từ ngàn xưa Đức Phật ra đời cho đến ngày hôm nay, thì mặc dầu có những cái tùy duyên như bất biến, và cái duyên đó là gì? Cái duyên đó là sự thay đổi. Và những cái mà ngày hôm nay trong tôn giáo chúng ta đang hưởng được những cái gì của những cái bậc mà tiền hiền đi trước đã để lại, là mỗi cái về phương diện tôn giáo là chúng ta đã hưởng được những cái tư tưởng lớn, và đồng thời những cái từ những cái thời kỳ của tiền sử rồi đến thời kỳ phục hưng và đến thời kỳ hôm nay, là chúng ta cũng được những cái sự thay đổi trong đời sống. Vì sao? Vì nhân loại phát triển đồng quá. Cái điểm mà chúng tôi thấy là vì sao mà cái sự thay đổi nó ứng dụng trong tất cả hoàn cảnh mỗi ngày, vì làm sao đó là để cho thứ nhất là có con người phát triển đông ở trong một cái thế giới ngày hôm nay mà đã gần 8 tỷ. Và nếu chúng ta không có những thay đổi đó thì không thể nào mà con người có thể hòa hợp trong cái hoàn cảnh mới. Và chính là trong cái thay đổi đó mà chúng ta hãy nhìn sâu trong cái sự thay đổi để chúng ta thấy rằng thay đổi thế nào là hợp và thay đổi thế nào là không hợp, để chúng ta dung hòa trong cái cuộc sống. Dạ. Dạ, xin kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn Mục Sư điều hợp, cảm ơn cư sĩ. Kính thưa quý ngài và quý vị, trước hết tôi muốn tâm tình là vấn đề chúng ta đưa ra những cái đề tài, những cái từ ngữ, rồi định nghĩa từ ngữ này kia vân vân vân, thì tất cả cái đó nói nôm na là chúng tôi đưa ra và đồng thời thảo luận để cùng với nhau có một cái ý cho một chủ đề, rồi từ cái đó chúng tôi gửi gắm tâm sự đến cái quý ngài và quý vị, và quý vị theo đó thì cũng hễ cái gì mà thấy vui được, thấy chấp nhận được, thấy hài lòng được thì ghi nhận vậy, mà nếu cái khác đi thì cũng phải ghi nhận.
nếu không thì quý vị cứ phản đối, cứ lên tiếng, quý vị giơ giơ tay là chúng tôi biết là quý vị phản đối đó. Kính thưa quý ngài và quý vị, chữ thay đổi nó nhiều cái thuật ngữ để nói về thay đổi. Thay đổi ví dụ như cập nhật, thay đổi là làm khác đi, thay đổi rồi là chuyển hóa, vân vân. Thực sự là chữ thay đổi và bình thường ngôn ngữ đời thường á, là chúng ta cần phải làm khác đi. Nhưng á, mà trong thật sự trong ý nghĩa của đạo á, là chúng ta không thể không thay đổi. Tại vì cái định luật vô thường, chúng ta gọi là định luật vô thường, luôn luôn di chuyển. Như trong kinh nhà Phật nói rằng các hành đều vô thường, các hành đều khổ. Các hành đều vô thường tức là các hành tức là tất cả những gì trở nên có, vì nó ra đời có điều kiện, nó tồn tại có điều kiện và nó mất đi có điều kiện, thì cái tánh đó, nó thay đổi, gọi là cái vô thường. Do vậy nhưng mà có những cái mà chúng ta bây giờ thấy ngồi mình thấy mình không thích, mình thay đổi cái thế đi, mình đứng, mình đi, mình nằm, vân vân, hoặc là mình phải cầu trái, mình thay đổi hướng đi, thay đổi chỗ ngồi đi, rồi thậm chí mình thay đổi cái cách trưng diện, vân vân vân. Nhưng mà quân đề chúng tôi đưa ra cái đề tài này có ý là nhằm khích lệ với nhau là chúng ta nên chọn những cái cách thế làm sao cho nó tốt hơn, nó tốt hơn. Trong kinh Đức Phật dạy rằng bậc thiện trí luôn luôn từ bỏ hạnh phúc nhỏ để đi tìm cái hạnh phúc lớn. Tức là cái gì mình có rồi á, cái chỗ này là cái ý của đạo nhưng mà cái ý của đời. Từ bỏ hạnh phúc nhỏ tức là cái đó mà nó có lợi rồi, nó lợi về tinh thần, nó lợi về vật chất, nó lợi mình và lợi người rồi, nhưng nó lợi rồi, nếu có cơ hội để làm lợi hơn nữa thì chúng ta nên từ bỏ cái nhỏ đi để nắm bắt cái lớn. Cho nên nó bậc thiện trí luôn luôn từ bỏ cái hạnh phúc nhỏ để đi tìm cái hạnh phúc lớn. Mà nếu nói cho nó rõ ra là tức là hạnh phúc lớn, tức là hạnh phúc an lạc, giác ngộ, giải thoát để có thể cứu độ quần sanh thì gọi là vậy. Do vậy chữ thay đổi đối với tôi thì nó một từ ngữ rất là đơn giản nhưng mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái đạo. Tức là mình phải bỏ cái thấp thỏm, cái thấp hèn của mình đi. Mình bỏ cái tánh kiêu căng, ngã mạn, ích kỷ, bổn xẻng của mình đi để mình làm tốt hơn đi. Thì cái tốt hơn đó tức là chúng ta cần thiết phải thay đổi. Có như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho người khác. Dạ, cảm ơn các ngài. Trong Thánh Kinh thì thưa quý vị, mô tả cái tình trạng của con người đó là giống như là một lữ khách bước vào trần gian này. Nhưng mà cái bước đầu của con người chúng ta đó thì đã đi lạc. Chúng ta đã đi lạc và từ cái chỗ đi lạc đó, nó dẫn tới một cái tình trạng đau khổ, dẫn tới một cái tình trạng bế tắc. Và trong cuộc sống, mặc dầu trên phương diện về khoa học, về kỹ thuật, về điều kiện cuộc sống, về văn minh, thì có thể rằng con người của chúng ta có một cái sự thay đổi rất là tốt. Có nghĩa là cái hướng đi nó tốt đẹp, bởi vì chúng ta có rất nhiều tiến bộ. Nhưng về phương diện tâm linh, về phương diện đạo đức, thì cảm thấy con người của chúng ta nó ở trong một cái tình trạng không có gì gọi là biến chuyển tốt hết. Vì chúng ta đã đi lạc cho nên sự đau khổ vẫn tồn tại. Dầu rằng chúng ta cố gắng hết sức cải thiện mọi mặt để rồi chúng ta bớt đau khổ, dầu chúng ta sống trong cuộc sống văn minh. Và có thể nói rằng là con người ngày hôm nay thì khá đầy đủ, không thiếu thốn gì, nhưng mà sự đau khổ vẫn tồn tại. Thì đó là cái lý do mà những người trong làm công tác tôn giáo và đặc biệt ở trong Thánh Kinh thì luôn luôn nhắc nhở cho mình biết rằng là xem lại cái hướng đi của mình. Có khi chúng ta đã có một cái sự đi lạc, cho nên luôn luôn cái sự thay đổi đó, tức là trên một nghĩa khác là cái nghĩa trở về. Trở về nơi cái điểm mà chúng ta đã sai để chúng ta có thể đi đúng đường hơn. Và về một phương diện khác thì sự thay đổi có nghĩa là chúng ta thay thế hoặc là chúng ta tu sửa, như là ý nghĩa chung mà chúng ta đã biết. Khi chúng ta không hài lòng với một điều hiện tại, bức hiện trạng của mình, chúng ta muốn thay thế nó, hoặc là chúng ta muốn sửa đổi nó để cho nó tốt hơn. Thì đó là cái ý nghĩa mà luôn luôn Thánh Kinh mời gọi là chúng ta phải thay đổi. Không phải chỉ thay đổi về những cái hành vi của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà cũng phải thay đổi luôn cả ở trong bản chất, ở trong tâm linh của mình. Và đó tức là những gì mà hôm nay thì huynh đệ của chúng tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị. Và điều kế đến chúng tôi rất là muốn quý vị giúp đỡ cho, đó là
chúng ta sẽ thay đổi như thế nào, cái phương cách nào, ai có thể giúp mình thay đổi, và trong tôn giáo của chúng ta có điều gì có thể giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể đem đến cái sự thay đổi hữu hiệu. Kính thưa quý vị, trong giáo lý Đức Bình Giáo Chủ thì có ngài có dạy rằng tùy phong hóa nhân sanh phù hợp, con người và hoàn cảnh xung quanh là hai cái điểm mà mỗi người chúng ta phải nhắm đến để làm sao chúng ta để hòa hợp. Nói đến phong, đó là phong tục, và hóa là văn hóa. Thì cứ mỗi một cái thời kỳ thì chúng ta thấy rằng đó là trong cái lịch sử của nhân loại nó cứ thay đổi, và gần đây nhất thì chúng ta thấy những lúc mà đến năm nay, năm gần cuối năm của 2022, rồi sự thay đổi về chính trị, về xã hội, về kinh tế và tâm sinh lý của con người, để chúng ta thấy rằng vì sao mà có ảnh hưởng lớn, vì chúng ta bị bao xung quanh bởi thời gian, không gian và cái sự sinh sống. Thế nên để mà chúng ta làm sao có được cái nhìn trong cái sự thay đổi, thì điểm thứ nhất chúng ta phải coi cái sự thay đổi mình cho mình hay để thay đổi cho cái đại thể. Thí dụ như trong một gia đình, một thành viên trong gia đình muốn tạo một sự thay đổi về phòng ốc, hoặc một sự thay đổi về sắp xếp người trong gia đình, hoặc thay đổi về cách ăn mặc, hoặc là thay đổi về những cái gì trong sinh hoạt trong gia đình, chúng ta phải nhìn ở điểm đó rằng cho mình hay cho những người xung quanh. Đa phần đó, ở trong cái sinh hoạt của gia đình, cộng đồng tập thể, và xa hơn nữa quốc gia dân tộc, trong một thay đổi của một người đó, đôi khi người đó vì cá nhân của người đó, mà khi mà vì cá nhân của mình thì mình tạo ra cái sự thay đổi đó, nó gây một sự không có tốt cho cái tập thể. Rồi do đó mà khi cái sự thay đổi của mình là làm sao để chúng ta có nhìn thấy rằng có mình có ta. Nhà Phật cũng như Hòa Thượng thường hay nói là lợi người, lợi mình đó, thì cả hai bên đều có lợi, thì như vậy là cái sự thay đổi nó sẽ tốt. Và đồng thời trong cái sự suy nghĩ của mình đã làm sao là suy nghĩ trong cái dương đạo, có nghĩa rằng trong mỗi cái sự sinh hoạt của mình, trong cái suy nghĩ của mình, tại vì trước khi mà mình hành động qua suy nghĩ đó, thì cái ý nghiệp mình nghĩ trước, mình nghĩ coi bên này lợi, bên kia hại, hoặc là bên đông, bên tây, bên trái, bên phải, tất cả những suy nghĩ đó chúng ta dựa như gì? Dựa vô cái dương đạo, dựa vô cái chánh niệm, và dựa vô cái từ bi hỷ xả. Rồi nếu chúng ta mà đặt cái tâm đạo mình vô trong cái tình trạng đó, với cái tâm thức đó, thì khi mà chúng ta phát sinh ra cái sự hành động hoặc là nói năng, thì chúng ta sẽ, cái sự thay đổi chúng ta sẽ tạo ra một cái hòa khí và tốt đẹp cho những người xung quanh. Xin kính mời Hòa Thượng. Thưa quý ngài và quý vị, chắc chắn đời sống phải thay đổi. Phải thay đổi. Nhưng mà rồi nó thay đổi sao? Cái để trả lời là thay đổi như thế nào, thì đứng về phương diện chúng tôi nói về tôn giáo thôi, tức là chúng ta phải đến với tôn giáo của mình, chỗ mình đặt trọn niềm tin, ở nơi đó cho chúng ta cái hướng thay đổi là như thế nào. Tại sao không thay đổi? Tại vì thật sự là đời sống của mình cần thiết phải thay đổi, mà mình không muốn thay đổi nó cũng thay đổi. Như vậy mình chủ động cái sự thay đổi nó vẫn tốt hơn là cái là để mình bị động. Mình ngồi lát rồi nó mệt, mà bắt buộc mình phải đứng là liếc, lúc rồi nó mệt phải đi, phải nằm, phải ngồi, rồi chúng ta không thể đi thẳng được, có lúc phải còn trái, thậm chí phải bước lui. Hoàn cảnh luôn luôn nó đưa đẩy cho chúng ta nên đi vào những cái thế mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Thay đổi là bản chất của đời sống. Như vậy thì mình chủ động thay đổi vẫn tốt hơn. Thì trong tôn giáo dạy chúng ta, xin lỗi quý ngài và quý vị, tôn giáo nào cũng hơn 2000 năm rồi, nhưng mà những giá trị đó cho tới ngày hôm nay khoa học không có mon men vào được, không có mon men vào được, mặc dù khoa học rất là tiến bộ, như thần thông mà đi nó khác biệt, đứng nó khác biệt, nằm nó khác biệt, nghe nó khác biệt, thấy nó khác biệt, vân vân. Nghĩa là chúng ta sống hàng ngày như trong thế giới thần thông của truyện cổ, của cổ tích, của kinh sách ngày xưa hay sao, nhưng mà hỏi mình có hạnh phúc không? Không.
Nhưng mà những giá trị của tôn giáo, ví dụ như chúng ta đã thay đổi, ví dụ lời nói của mình chắc chắn là không ai nói là lời nói mình lúc nào cũng đúng, không. Hành động của mình cũng chắc chắn là không thể là lúc nào cũng đúng được. Tư tưởng suy nghĩ của mình không có thể lúc nào cũng đúng được hết. Do vậy nói làm suy nghĩ của mình nó không tốt, nhưng mà ngôn ngữ của mình đó là phàm phu tục tử, tức là phàm phu, tức là cái người còn sống sượng lắm, còn sơ khai lắm. Mà nếu không nói là nó giống như người ta nói, xin lỗi quý ngài quý vị, nó mang rợ lắm, tức là nó còn sơ khai bán khai lắm. Do vậy mình phải sung sướng lắm để thay đổi. Do vậy tôn giáo giúp cho mình để hiểu ra được cái nguyên tắc nào, thay đổi bằng cách nào. Như nhà Phật nói là lời nói chúng ta cẩn trọng nha, chúng ta tránh nè, tránh đừng có nói dối, đừng nói lời chia rẽ, đừng nói lời độc ác, đừng nói lời phù phiếm, mà nói lời nói sự thật. Nói lời đoàn kết, nói lời gọi là có ý nghĩa, vân vân. Thì chẳng hạn như vậy, như vậy thời lời nói chúng ta như vậy thì quá tốt rồi. Cái miệng của mình nói ra là người ta chờ, người ta lắng nghe, mình nói ra người ta nghe, ta ngồi vẫn hai cái lỗ tai để nghe từng lời nói của những người xuất sắc của họ nói đâu là có ý nghĩa đó, vân vân. Như vậy cái miệng như vậy, cái hành động cũng vậy, tư tưởng vậy. Do vậy cái sự thay đổi đó là điều rất là tốt và bắt buộc phải thay đổi. Mình phải chủ động có thay đổi, mà đừng có để cho, đừng có bắt mình đi tự do, nó bắt vô tù rồi mình nói mình thay đổi và mình tranh đấu làm sao được. Xin thưa quý ngài là tôn giáo luôn luôn, tôi nói với mấy ngài, tôn giáo mấy ngàn năm rồi nhưng mà khoa học nó tiến bộ ngày nay, khoa học cũng không có mon men vào đó được. Và những cái lời của tôn giáo dạy, khoa học trên tất cả các khoa học. Dạ, cảm ơn các ngài. Theo Thánh Kinh và chúng tôi những người theo Chúa thì luôn luôn được mời gọi là phải đổi mới, phải canh tăng. Canh tăng liên lỉ, có nghĩa là mỗi ngày. Như vậy thì cái sự đổi mới, cái sự thay đổi là luôn luôn phải có, nên diễn ra và không bao giờ dừng lại cả. Lý do là bởi vì thật sự ra cuộc sống của chúng ta đã đi lạc rất là xa. Và khi đã đi xa thì bắt buộc chúng ta cũng phải trở về. Cho nên trên cái đoạn đường trở về đó, nó là một cái hành trình, Thánh Kinh gọi đó là một cái hành trình thánh hóa chúng ta. Từ cái chỗ đó thì từ cái chỗ mà chúng ta sai để chúng ta trở về với cái đúng đó, thì nó là cả một cái quá trình. Và bản thân của con người chúng ta đó thì thật ra thì hầu hết con người luôn luôn muốn thay đổi dùng giáo dục. Trong giáo dục người ta cũng đã tìm cách để mà thay đổi cái tâm trí của con người và thay đổi cái hành vi bằng cái phương pháp giáo dục. Rồi chúng ta cũng có thấy nhà tù cũng là một cái sự răn đe để mà thay đổi con người, cũng như là những cái phần thưởng, những cái huy chương, thì đó cũng là những điều để khuyến khích cho con người thay đổi về trong cuộc sống này đó. Thì riêng về phía tôn giáo đó thì thưa với quý vị, trong tôn giáo luôn luôn là không phải chỉ khuyến khích. Nếu đưa ra những cái tiêu chuẩn và đòi rằng phải thay đổi cho nó trở nên trọn vẹn giống như Thiên Chúa thì đó là quả hẳn là một điều rất khó. Và những người đọc Kinh Thánh cũng như người đến với Chúa họ cũng đều có cái cảm nhận như vậy. Đọc lời Chúa thì hay lắm, cao lắm, nhưng mà mình làm không được. Đó là cái cảm nhận của rất nhiều người. Nhưng mà trái lại là trên thực tế đó, là những người mà người ta thay đổi nó không phải bằng cái sự gọi là tu sửa, cố gắng, gọi là tự mình sửa chữa. Thì cái điều đó nó có nghĩa là mình chấp nhận mình sai, mình chấp nhận mình có những cái lỗi lầm, mình chấp nhận có nhiều điều còn khiếm khuyết thì mình thay đổi. Đó là cái sự chấp nhận về phía con người. Và cái nỗ lực của con người thì chúng ta cũng, Thiên Chúa cũng không phải là Ngài loại bỏ cái nỗ lực đó. Nhưng mà Ngài cho chúng ta biết rằng là chúng ta, cái sức của chúng ta đó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái phương diện cứu rỗi và thay đổi đó. Thì Thánh Kinh luôn luôn mô tả rằng con người chúng ta chỉ có 1% mà thôi, khoảng đó mà thôi. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta làm được về phía của chúng ta đó, nhưng mà cái phía của chúng ta nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không đồng ý, giống như bây giờ mình không làm được cái văn bản đó nhưng mà mình không ký đó, thì cái văn bản nó trở thành vô hiệu. Cho nên từ cái chỗ đó thì tất cả những gì để mà có thể thay đổi đó thì trong Thánh Kinh luôn luôn khuyến khích mình đấy. Không phải chỉ thay đổi hiện tượng, không phải thay đổi những cái bên ngoài, tức là con người ta giáo dục là phải lịch sự,
lịch sự mà nói những lời hay là được rồi, nhưng mà cái tấm lòng mình có thật sự như thế không, mình khen người ta mình có thật sự là mình khen không, mình xin lỗi một cái thật sự mình xin lỗi không, thì cái điều đó về phương diện giáo dục thì có khi người ta không làm tới được. Có nghĩa là người ta chỉ dừng lại cái chỗ là dạy cho con người để có nhân cách, để giúp cho con người trong cái cuộc sống mà người ta có thể có một cái bình phong, có một cái bề ngoài có thể chấp nhận được, coi như là hợp lẽ, hợp lý. Nhưng mà về phương diện của Thánh Kinh đó, thì Chúa luôn luôn dạy là mình phải thay đổi từ bên trong, thay đổi bản chất. Không phải là mình có một cái hành vi xấu thì mới là xấu, mà ngay cái tư tưởng mình phải thay đổi. Bởi vì cái tư tưởng nó chính là cái mầm bóng, cái gốc rễ của hành động. Bởi vì nếu mà chúng ta có tư tưởng xấu thì nó sẽ có những hành động xấu. Và nếu chúng ta thay đổi được cái tư tưởng của mình thì cái hành động nó sẽ tốt. Và cái tư tưởng đó, cái tâm hồn của mình đó, cái hiểu biết, cái suy nghĩ, cái tư duy của mình đó, nó ảnh hưởng một cái phần rất là quan trọng, đó là phần tâm linh. Trong cái nhìn của Thánh Kinh thì cái chính cái tâm linh đó nó cần phải thay đổi. Cho nên cái sự thay đổi là một sự thay đổi toàn diện, và nó phải khởi nguồn từ tâm linh rồi nó mới tới tâm hồn hoặc tới thể xác. Thì đó là cái sự thay đổi mà ở trong Thánh Kinh đề cập tới, và có thể là mời gọi mọi con người hãy bước vào cái sự thay đổi đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và xin quý vị cứ giữ màn hình, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình.